Xin chào tất cả các bạn, tôi là Nguyễn Tuấn. Clip ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn một cái hàm rất đặc biệt của SSD Tool V10.0 2024. Đó là hàm BS Match Call. Hàm này cho phép chúng ta lấy ra danh sách các giá trị mà tổng của nó hoặc trung bình của nó bằng một số. Như các bạn thấy đây, ví dụ đây là một danh sách các tấm thép. Các tấm thép này được nhập về đặt ở các vị trí được đánh số từ A1 đến A10. Và chiều dài của các tấm thép là có số lượng như cột B. Bây giờ giả sử tôi cần lấy tổng kích thước của thép. Ví dụ tôi lấy ra 14 thì lập tức là chúng ta sẽ lấy ra được một cái danh sách gồm có các vị trí từ A1, A2, A3, A5, A6 với tổng giá trị là 14. Giả sử bây giờ tôi cần lấy tổng chiều dài của thép là 10. Enter thì khi đó hàm trả về cho chúng ta là anh phải lấy cho tôi là ở các vị trí từ A1, A2, A3, A7 và có tổng của nó là 10. Bây giờ tôi cần lấy 15. Ok, các bạn thấy rất là nhanh đúng không ạ? Đấy, 20. Ok, tức là chỉ cần nhập một con số thôi là hàm BS Match Call nó sẽ lấy cho chúng ta một danh sách các giá trị mà tổng của một cột bằng cái số mà chúng ta chỉ định. Ok, rất là hay. Đó. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn cách làm như sau. Bắt đầu chúng ta làm công thức bằng BS gạch nối Match Call. Tab. Tham số đầu tiên là lookup value, chúng ta đưa vào giá trị cần tìm, chúng ta đưa vào cái giá trị mà chúng ta muốn tìm. Phẩy. Lookup array chúng ta đưa vào mảng tìm kiếm. Mảng tìm kiếm có thể là một cột hoặc nhiều cột. Nếu chúng ta muốn lấy nhiều cột thì chúng ta đưa vào lookup array là nhiều cột, ta quét từ A đến B. Phẩy. Cột tìm kiếm chúng ta tìm trên cột nào? Giá trị 20 này chúng ta muốn là nó đi tìm và tính toán trên cái cột B, tức là cột thứ hai. Cột số 2. Phải reason column là cột vị trí cột cần trả về, chúng ta muốn lấy tất cả các cột, vì vậy chúng ta chỉ cần là dùng hoa thị nháy sao nháy ok đóng ngoặc lại enter, như vậy là chúng ta đã ra mảng kết quả. Đấy, rất là dễ đúng không ạ? 14 xong, 15, 10, 20 và chắc chắn rằng là tổng của cái cột mà chúng ta lấy ra nó bằng đúng cái giá trị mà chúng ta muốn tìm. Ok, đó, đây là hàm rất đặc biệt của SSD Tool V10.0 2024. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết về từng tham số một của hàm BS Match Call. Khi các bạn cài đặt thì trong SSD Tool cung cấp cho các bạn một cái file có tên là Function BS Match Call để chúng ta học. Thì trong cái sheet đầu tiên của nó là chúng tôi có mô tả kỹ hướng dẫn của từng tham số một. Đầu tiên chúng ta làm đơn giản, đó là hàm match call tìm giá trị mà tổng của danh sách các giá trị bằng cái giá trị đó và kết quả trả về là index của các vị trí tìm được. Ta làm sau bằng bs match call lookup value chúng ta tìm giá trị ở ô E1, phải vùng tìm kiếm lookup array chúng ta chỉ chọn trên một cột. Ok, phải lookup column thì nếu như chúng ta muốn chỉ định cột nào thì ta đưa vào vị trí của cột đó, còn nếu không ta nếu mà trong trường hợp mà lookup array chúng ta chỉ một cột thôi, ta có thể bỏ trống. Reason column thì nếu như chúng ta bỏ trống thì hàm này sẽ ngầm định sẽ trả về vị trí tìm được của các giá trị. Nào, chúng ta dừng đây, đóng hoặc là enter. Ok, kết quả chúng ta tìm được là với giá trị là 100 thì các vị trí đó là 1 2 3 7 là các giá trị ở đó mà tổng của nó bằng 100. Ta xem nhá. Vị trí số 1, vị trí số 2, vị trí số 3, vị trí số 7. 4 vị trí này thì tổng giá trị của nó là 10 cộng 40 là 50, 50 cộng 20 là 70, 70 cộng 30 bằng 100 thì nó đúng bằng cái tổng giá trị ở ô E1. Ok. Thì ngầm định khi hàm này trả về vị trí thì hàm này nó sẽ trả về một mảng và phân bố theo chiều ngang. Chúng ta muốn biến nó thành chiều dọc thì chúng ta dùng hàm transpose để đảo chiều lại. BS transpose. Ok. Hoặc chúng ta có thể dùng hàm thứ hai, hàm khác đó là hàm BS fill array. Dùng hàm BS fill array chúng ta điền cái mảng này vào. Đó. Và chúng ta cài một cái tham số đó là TP bằng yes. Ctrl shift enter. Ok. Đó. Bây giờ chúng ta tìm một giá trị khác là tìm giá trị là 200 chẳng hạn.
Ok, 100. Ok, đó. À, khi tìm được ra vị trí rồi, chúng ta có thể dùng hàm Excel để lấy giá trị chẳng hạn bằng index mảng giá trị phẩy dòng phẩy bột tư. Ok, đó. Trường hợp mà chúng ta sử dụng hàm BSMASCONE không lấy ra vị trí mà lấy ra giá trị thì ta làm như sau. Bằng BSMASCONE giá trị tìm kiếm là E1 phẩy mảng tìm kiếm là một mảng gồm có cột A và cột B phẩy lookup column là tìm trên cột nào, chúng ta tìm trên cột thứ hai, ta để 2 phẩy reason column là ta chỉ ra cái vị trí cột cần lấy về. Bây giờ tôi muốn lấy cái cột quoty, vì vậy ta nhập số 2. Đóng ngoặc lại thì hàm này nó sẽ trả về cho ta một mảng theo chiều ngang. Bây giờ chúng ta cần đảo theo chiều dọc, chúng ta dùng hàm BF phiên ra đây phải TP bằng S. Đóng ngoặc lại, Enter. Tuyệt vời. Như vậy, với cách làm này là chúng ta đã lấy ra giá trị mà tổng của nó bằng một số. Còn trước đó là chúng ta dùng cái phương pháp là lấy ra vị trí. Đấy, có hai lựa chọn. Bây giờ chúng ta sang ví dụ thứ hai. Bây giờ tôi muốn dùng hàm BSMASCONE và lấy ra một mảng giá trị gồm có nhiều cột. Chúng ta làm như sau. Bằng BSMASCONE tìm giá trị ở ô E1 phẩy mảng giá trị gồm có hai cột phẩy tìm trên cột nào, cột số 2 phẩy reason column. Bây giờ nếu trong trường hợp mà chúng ta muốn lấy nhiều cột thì chúng ta có thể nhập vào một mảng danh sách các cột. Ta mở ngoặc nhọn. Tôi lấy cột số 1, nhập 1, phẩy lấy tiếp cột số 2, ta nhập số 2. Rồi, bây giờ chúng ta đóng ngoặc nhọn lại. Đây là phương pháp mà chúng ta nhập vào một mảng các vị trí các cột mà chúng ta muốn lấy về. Đóng ngoặc lại. Trong trường hợp này, hàm BSMASCONE sẽ lấy về cho chúng ta một mảng hai chiều, vì vậy chúng ta không cần phải dùng hàm BSFillArray nữa. Chúng ta Enter. Tuyệt vời. Bây giờ nó lấy cho chúng ta một mảng gồm có hai cột, đó là cột vị trí, đó là cột code và cột ti. Ok. Tiếp theo, nếu trong trường hợp mà một mảng giá trị nguồn của các bạn có nhiều cột mà chúng ta một không muốn chỉ định từng vị trí một mà chúng ta muốn lấy tất cả cột thì chúng ta sẽ dùng cái tham số là reason column bằng một cái dấu sao. Ta làm như sau. Bằng BS MESCON tìm giá trị OE1 phẩy mảng giá trị. Rồi, phẩy tìm trên cột số 2 phẩy reason column. Bây giờ chúng ta dùng là lấy tất cả cột, ta dùng là nháy sao nháy. Ok. Đó hoặc là Enter. Như vậy là lấy tất cả cột có bao nhiêu cột đấy ra. Còn trước đó là chúng ta dùng phương pháp là chỉ định danh sách các cột. Ok. Bây giờ tôi thử thay đổi giá trị 300, bây giờ tôi tìm giá trị là 200. Ok, tìm giá trị 100. Ok, tìm giá trị là 400. Ok, đấy, rất tuyệt vời. Ta sang ví dụ thứ tư. Lúc trước là chúng ta thấy rằng là hàm chỉ lấy về cho chúng ta một trường hợp tìm được, nhưng thực tế là với một mảng giá trị như thế này và khi mà chúng ta cần tìm một số mà tổng của các giá trị bằng số đó thì sẽ có nhiều tình huống được trả về. Thì bây giờ tôi sẽ trình bày cho các bạn về cái cách mà chúng ta lấy về các tình huống. Ta dùng như sau. Bằng BS MESCONE tìm giá trị OE1 phẩy mảng giá trị phẩy tìm cột số 2 phẩy reason column lấy tất cả các cột, vì vậy chúng ta dùng nháy sao nháy phẩy mesh style chúng ta bỏ qua. Limit limit là một tham số cho phép chúng ta là chỉ định lấy bao nhiêu tình huống trả về. Thì ngầm định của nó là nó lấy về một tình huống. Bây giờ chúng ta muốn lấy về bốn tình huống, chúng ta để bốn. Đóng ngoặc lại. Enter. Như vậy là khi mà chúng ta để bốn là hàm này trả về cho chúng ta là bốn tình huống được nhận về. Đó là tình huống thứ nhất là các cặp giá trị là A1, A2, A3, A7 với tổng giá trị bằng 100. Cặp thứ hai A1, A2, A4 với tổng giá trị là như thế này. Đấy, các bạn có thấy không? Đấy, ok. Bây giờ chúng ta thay là tôi không muốn đến bốn tình huống mà tôi lấy năm tình huống. Như vậy là hàm đã tìm cho ta tình huống thứ năm. Ok. Ta sang ví dụ 5.
cũng theo ví dụ vừa rồi, nhưng bây giờ tôi dùng tham số limit với giá trị là 0. Ta làm sao? Bằng BS Mescal giá trị tìm kiếm mảng tìm kiếm phẩy tìm cột số 2 phẩy tất cả các cột phẩy MATLAB bỏ qua. Bây giờ limit chúng ta nhập giá trị là 0. Ta muốn là hàm này sẽ trả về tổng các trường hợp có thể tìm được. Đóng ngoặc lại, Enter. Như vậy với giá trị là 200, tìm được là 43 trường hợp. Chúng ta thử xem nếu mà bây giờ tôi nhập giá trị ở đây là 100, hàm trả về chúng ta là có 17 trường hợp tìm được. Bây giờ nếu chúng ta muốn lấy tất cả các trường hợp thì chúng ta sẽ sử dụng tham số limit bằng trừ 1 bằng BS Mescal tìm giá trị M1 mảng giá trị phẩy lookup column tìm cột số 2 phẩy lấy tất cả các cột sao phẩy mastype bỏ trống. Limit chúng ta bây giờ nhập giá trị là trừ 1 để lấy tất cả các trường hợp. Các bạn hãy lưu ý ở trong thực tế ứng dụng là chúng ta chỉ nên dùng cái tham số là trừ 1 trong trường hợp mà chúng ta muốn nghiên cứu. Đấy, bởi vì là khi bằng trừ 1 là hàm sẽ phải chạy cho chúng ta là tất cả các trường hợp thì tốc độ nó sẽ bị chậm hơn. Còn ngầm định chúng ta không nhập tham số này thì nó sẽ lấy về cho ta một trường hợp. Đóng ngoặc lại, Enter. Tuyệt vời. Như vậy là hàm lấy cho các bạn tất cả 17 trường hợp. 1, 2 trường hợp và cứ như vậy ta thấy ở dưới có rất nhiều các trường hợp được trả về. Một điều các bạn cần chú ý rằng là ở đây là tôi đang dùng phiên bản Excel 365 để demo, cho nên là một mảng giá trị sẽ tự động được trả về trên bảng tính. Tuy nhiên, nếu các bạn mà dùng những cái phiên bản Excel không phải 365 thì nó sẽ không tự động điền được mảng. Vì vậy, thì trường hợp đó là chúng ta phải sử dụng hàm BS Fill Array của SED Tool. BS Fill Array. Các bạn hãy chú ý điều này. Đóng ngoặc lại. Enter. Đó. Với hàm BS Fill Array bao bên ngoài thì nó sẽ trả về cho ta một mảng và nó chạy trên mọi phiên bản của Excel nhé. Bây giờ với ví dụ số 6 ta làm sao? Với giá trị là ô E1, bây giờ tôi dùng hàm BS Mescal để lấy ra một trường hợp mà trường hợp đó là số phần tử là thấp nhất, số phần tử là ít nhất. Ví dụ ở đây với giá trị là 100 thì nó tìm cho ta 17 trường hợp đây. Nhưng bây giờ tôi muốn lấy cái trường hợp nào mà số phần tử là thấp nhất đấy thì ta làm sao? Chúng ta sẽ sử dụng một cái tham số là min element bằng chu là bằng BS Mescal tìm giá trị là 100 phẩy mảng giá trị phẩy tìm cột số 2 phẩy result column sao phẩy mastype bỏ qua limit bỏ qua phẩy min element. Bây giờ chúng ta nhập giá trị là true để báo rằng là tôi muốn lấy trường hợp mà số phần tử là thấp nhất. Đóng ngoặc lại, Enter. Như vậy là hàm trả về cho chúng ta một trường hợp, đó là A1 và A9, ở đó tổng giá trị là 100. Đấy, rất là hay đúng không ạ? Ta thấy rằng là ví dụ trước đó thì có rất nhiều trường hợp, hoặc ví dụ trước đó thì nó chỉ lấy cho chúng ta một trường hợp mà thôi. Vừa rồi tôi ví dụ cho các bạn về các tình huống mà chúng ta sử dụng phương pháp là tìm và dùng hàm sum để đo các giá trị để bằng với giá trị cần tìm. Bây giờ nếu một bạn hỏi rằng là em muốn dùng hàm khác, hàm average được không? Ok, hàm BS Mescal cho phép chúng ta sử dụng hai hàm, đó là hàm sum và hàm average. Ngầm định là nó dùng hàm sum. Bây giờ tôi làm ví dụ để nó dùng hàm average bằng BS Mescal tìm giá trị OM1 phẩy mảng giá trị phẩy tìm cột số 2 phẩy result column lấy về vị trí cột 1, cột 2. Ok, phẩy mastype ta bỏ qua phẩy limit bỏ qua phẩy element bỏ qua phẩy funcai. Funcai chính là hàm ngầm định, không là hàm sum, một là average. Ta nhập số 1 vào đây. Đóng ngoặc lại. Ba bên ngoài chúng ta dùng hàm BS Fill Array. Cuối cùng ta enter. Như vậy là trong trường hợp này là hàm trả về cho chúng ta gồm có hai vị trí A1 và A2. Ở đó là trung bình của các giá trị là bằng 25. Đây, 10 cộng 40 chia 2 thì bằng 25. Bây giờ ta để 30. Ok, khi 30 thì hàm tìm cho chúng ta được là các vị trí A1, A4 với trung bình của các giá trị đó bằng 30. Sau đây tôi sẽ làm cho các bạn một ví dụ về kinh tế.
Giả sử chúng ta có một vùng là data. Vùng data của chúng ta là gồm có các cột 1 đến cột 6 có các giá trị là code, date, item, quantity, unit price và payment. Và ở ví dụ này, tôi sẽ nhập một giá trị là tổng thanh toán là 200.000 đồng. Và tôi sẽ lấy ra tất cả các cột giá trị ở bên bảng data tổng của giá trị payment bằng OE2. Tại ô đầu tiên của vùng báo cáo ta làm bằng BS Mescol. Giá trị tìm kiếm ở ô E2 phẩy lookup array chúng ta quét vào cái mảng phẩy tìm trên cột 6 phẩy reason column chúng ta lấy tất cả cột mở nhớ kép sao đóng lại đóng hoặc lại bây giờ để điền cả mảng này vào bảng Excel chúng ta dùng hàm BS fill array. Ta hãy chú ý là hàm BS fill array ngoài mục đích điền mảng ra bảng Excel thì nó còn cho phép chúng ta là dùng các thuộc tính khác nhau như là đặt tên và chèn cột chèn dòng. Bây giờ chúng ta làm phương pháp là thuộc tính chèn cột chèn dòng. Ta dùng thuộc tính insert bằng yes. Để khi mà dòng tăng hay dòng giảm, cột tăng cột giảm thì mảng này tự co giãn. Đây là một điểm rất đặc biệt, nó khác với Excel 365. Với mảng trong Excel 365 ấy thì nếu như trong trường hợp mà mảng tràn ra thì nó sẽ có lỗi là spill. Nhưng với hàm BS fill array là nó sẽ đẩy cho ông ta đóng hoặc lại enter tuyệt vời. Như vậy là hàm đã lấy về cho chúng ta là danh sách các giá trị gồm có nhiều cột và tổng của cột payment bây giờ là bằng 200. Đây tôi đã test tổng của nó, tôi dùng hàm sum bằng 200. Ok, bây giờ tôi nhập giá trị là 100 enter. Ta thấy hàm đã lấy cho ông ta là các dòng dữ liệu mà tổng của payment bằng 100. Tiếp tục tôi nhập giá trị là 400. Ok, để xem hướng dẫn chi tiết của hàm BS Mescol thì các bạn hãy bấm vào nút Help của hàm. Các bạn hãy lưu ý rằng là tất cả các hàm Xtool chúng ta đều thấy có một nút Help trong cái màn hình mô tả. Thì nó sẽ trỏ cho chúng ta đến một cái trang web của cái hàm đó và chúng ta có thể là đọc chi tiết tài liệu của chúng tôi đưa ra ở đây. Đấy. Ở đây là chúng tôi giải thích rất kỹ về cách sử dụng hàm. Ok, clip chia sẻ của tôi hôm nay về cách dùng hàm BS Mescol đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.